Chào bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn làm một chiếc cờ lê từ cái mắt xích xe máy này. Cái mắt xích xe máy bỏ đi ấy, chúng ta có thể tận dụng làm một cái cờ lê. Ở cái mắt to thì chúng ta làm cái cờ lê 6 mm, còn ở cái mắt nhỏ thì chúng ta làm cái lỗ nhỏ, cờ lê 5,5 mm là phù hợp. Vặn cái con ốc rất là nhỏ trong đồ chơi, mô hình và đồ điện này. Thế cờ lê mà cỡ mà lẻ này thì mua ở trên thị trường nó khó. Thứ hai là chúng ta tự làm vừa tiết kiệm được tiền. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem nhé. Đây là con ốc 5,5. Mình cho vào cái đầu nhỏ đây. Bạn đây. Nha. Giờ mình sẽ vặn chặt hết cỡ vào. Đây là tôn nơ vít đóng ấy. Vặn hết cỡ này. Cờ lê không bị xoay gì nhá, lực rất khỏe. Vặn nữa chỉ trơn răng thôi, chứ còn không có chuyện hỏng cờ lê. Đây mình tháo ra. Đây. Cách làm rất là đơn giản thôi, mình đặt cái mắt xích vào, mình hàn vào và sau mình cắt ra. Ở cái mắt to thì cho ta cờ lê 6 mm và mắt nhỏ cho ta cờ lê 5,5 mm. Đấy, mình chia sẻ các bạn clip này, hãy like, đăng ký kênh điện tử cho mọi người. Chúc các bạn thành công nhé.